Rồi, video của em đến Phần đây lượt là của kết thông báo thúc. được đặt thành 0%. Video của em đến đây là kết thúc. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để chia sẻ, để ủng hộ video của em mới cả nha. Rồi, chào tạm biệt.